một vật thể rực rỡ ban đầu bị lầm tưởng ngôi sao, vừa được xác nhận là chuẩn tinh quái vật, đủ sức nuốt chửng một mặt trời mỗi ngày. Theo Leap Science, quái vật mang tên J0529-4351 là chuẩn tinh sáng nhất và phát triển nhanh nhất từng được ghi nhận trong lịch sử thiên văn. Kính chào quý vị và các bạn, Hồng Dao rất vui khi được đồng hành cùng quý vị trong chương trình cập nhật những thông tin nổi bật trong ngày của báo Người Lao Động. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Chuẩn tinh thường được lầm tưởng là các ngôi sao trong quá khứ bởi chúng sáng không khác gì sao. Tuy nhiên, nhờ các phương tiện quan sát hiện tại, bản chất tăm tối của chúng được tiết lộ. Chúng thật ra là những lỗ đen siêu khối, đó là loại lỗ đen nặng và mạnh mẽ, đến nỗi được các nhà thiên văn đặt biệt danh lỗ đen quái vật. Các lỗ đen quái vật dạng chuẩn tinh lại càng đáng sợ bởi chúng đang trong giai đoạn nuốt vật chất mạnh mẽ. Chính trong các bữa ăn khốc liệt này làm cho vật chất xoắn ốc đi vào lỗ đen bị nóng lên, phát ra ánh sáng có thể được phát hiện bởi các kính thiên văn. Lỗ đen quái vật thật ra là trái tim của các thiên hà. Vì vậy, khi một lỗ đen phát sáng, nó được gọi là hạt nhân thiên hà đang hoạt động. Những hạt nhân thiên hà đang hoạt động cực đoan nhất, phát sáng mạnh nhất, đến mức dù cách xa trái đất hàng tỷ năm ánh sáng, vẫn sáng như sao, được gọi là chuẩn tinh. Ánh sáng từ các chuẩn tinh mạnh gấp hàng ngàn tỷ lần các ngôi sao sáng nhất. J0529-4351 cũng vậy. Lỗ đen, chuẩn tinh này ước tính nặng gấp 17-19 lần khối lượng mặt trời của chúng ta. Bên cạnh đó, nó đủ sức nuốt khối lượng vật chất tương đương một mặt trời mỗi ngày và sáng hơn ngôi sao mẹ của chúng ta 50.000 tỷ lần. Trong khoảnh khắc được kính thiên văn ghi nhận, hình ảnh của nó nằm cách trái đất 12 tỷ năm ánh sáng. Như vậy, nó đã tồn tại từ thời điểm vũ trụ 13,8 tỷ năm tuổi của chúng ta còn rất trẻ. Theo bài công bố trên tạp chí Nature của nhóm nhà khoa học từ Đại học Quốc gia Úc, ANU, chính sự cháy sáng khủng khiếp của quái vật J0529-4351 khiến nó phát triển cực nhanh. Vật thể cực đoan này ban đầu được phát hiện bởi vệ tinh lập bản đồ bầu trời Gaia của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, ESA, sau đó được quan sát bổ sung bằng kính thiên văn VERILAB, VLT, đặt tại sa mạc Atacama, Chile. Sau khi hiện diện trên trái đất được 250.000 năm, người Homo sapiens chúng ta đã phải đối diện với một kẻ tấn công từ vũ trụ. Khoảng 56 triệu năm trước, tại ranh giới giữa Thế Cổ Tân và Thế Thủy Tân của kỷ Paleogene, nhiệt độ trái đất từng ấm lên tới 8 độ C, một sự kiện đủ tàn phá khí hậu và đẩy nhân loại đến bờ vực. Bí mật đằng sau sự thay đổi tàn khốc đó vừa được vén màn từ nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà khoa học hành tinh Nathan Kay ở Viện Khoa học Hành tinh và Vật lý Thiên văn Sean Raymond thuộc Phòng Thí nghiệm Vật lý Thiên văn Bordeaux, Pháp. Theo Science Alert, sử dụng các mô phỏng từ dữ liệu về thời kỳ thảm khốc này cũng như các hiểu biết thiên văn sẵn có, các tác giả chỉ ra sự xuất hiện của một ngôi sao lạ. Nó đã chạm trán với hệ mặt trời, với trái đất của chúng ta vào thời kỳ đó. Chạm trán ở đây không có nghĩa là một cú va chạm trực tiếp giữa những thứ nhìn thấy được với nhau, mà là cuộc chạm trán giữa trường hấp dẫn của các thiên thể. Nó đi ngang qua khu vực gần Thái Dương hệ, đủ để tương tác hấp dẫn giữa các thiên thể, gây biến động cho các hành tinh. Bằng chứng cho điều này nằm trong chính hồ sơ địa chất của trái đất, một sự lệch tâm về quỹ đạo xuất hiện song song với cú biến động khí hậu đáng ngại này. Theo bài công bố trên The Astrophysical Journal Letter, ghép nối những thay đổi về quỹ đạo mà hành tinh của chúng ta đã trải qua trong 4,5 tỷ năm cuộc đời, các nhà khoa học chỉ ra điều đó chỉ có thể gây ra bởi một kẻ tấn công từ vũ trụ. Ngôi sao lạ này có thể đã tiếp cận ở khoảng cách từ 4.000 đến 31.000 đơn vị thiên văn, AU, tức 400.031.000 lần khoảng cách trái đất mặt trời. Nghe có vẻ xa vời đối với con người nhỏ bé, nhưng đối với các thiên thể trong vũ trụ, đó là những khoảng cách đủ gần để gây tác động. Nghiên cứu cũng cho thấy, xác suất một ngôi sao lướt qua hệ mặt trời với khoảng cách 50.000 AU là một lần trong mỗi 1 triệu năm hoặc xa hơn, xác suất là một lần trong 20 triệu năm đối với khoảng cách 10.000 AU. Trái đất ấm lên từ 5 đến 8 độ C, tùy vùng, sẽ ảnh hưởng tới các sinh vật sống trên đó, bao gồm tổ tiên chúng ta. Điều này cũng góp phần giải thích về những sự kiện đủ mạnh, đủ thảm khốc, có thể khiến các loài người khác bị tuyệt chủng, khiến loài Homo sapiens có khả năng thích nghi cao thống trị chi Homo, người ngày nay. Hai thiên thể bí ẩn đó là những người anh em của sao Diêm Vương. Một trong những nhiệm vụ mà kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới, James Webb,
được giao phó là đi tìm các dấu ấn sinh học ở những thiên thể xa xôi, bao gồm những thế giới ở rất xa hệ mặt trời. Nhưng nó vừa có một phát hiện vô cùng bất ngờ. Ngay trong thái dương hệ, James Webb đã tìm ra dấu hiệu của methane, một trong các dấu ấn sinh học tiềm năng ở hai nơi tưởng chừng chết chóc nhất. Chúng là Eris và Makemake, hai hành tinh lùn thuộc nhóm vật thể Plutoid, tức có nhiều yếu tố tương đồng với sao Diêm Vương. Lang thang ở khu vực băng giá chết chóc bên ngoài quỹ đạo sao Hải Vương, sự xuất hiện của methane ở những thiên thể này mang đến nhiều thắc mắc. Chúng tôi thấy một số dấu hiệu thú vị về thời kỳ nóng bức ở những nơi mát mẻ. Tờ CS News dẫn lời T.S. Christopher Gillay từ Viện Nghiên cứu Tây Nam, SYIE. Ban đầu, các tác giả cho rằng methane có thể tồn tại ở những nơi này là do chúng có sẵn trong vật liệu nguyên thủy hình thành nên các thiên thể, thừa hưởng từ tinh vân mặt trời. Tuy nhiên, các dữ liệu chi tiết từ James Webb mang đến một điều bất ngờ. Bằng chứng về các quá trình thủy nhiệt tạo ra khí methane từ bên trong hành tinh này. Điều này thể hiện tỷ lệ của các đồng vị deuterium, hydro nặng D và hydro thông thường H trong methane này. Nếu tỷ lệ D trên H cao, methane đó là vật liệu nguyên thủy với deuterium đã hình thành dồi dào trong vụ nổ Big Bang. Nhưng tỷ lệ D trên H trên hai thiên thể này ở mức vừa phải cho thấy đó là methane hình thành từ quá trình địa hóa. Đó là một quá trình tương tự như trái đất, với lõi đá trải qua quá trình nung nóng bức xạ đáng kể, vẫn đủ ấm để sở hữu quá trình thủy nhiệt và tạo ra methane đưa khí này tới bề mặt. Chưa kể, tỷ lệ nồng độ một số đồng vị carbon cho thấy sự tái tạo bề mặt tương đối gần đây trên cả Eris và Makemake. Chúng không phải những khối đá chết như suy nghĩ trước đây. Ở trái đất, hệ thống thủy nhiệt là suối nguồn sự sống. Chúng tồn tại dưới đáy đại dương, đem đến cho vùng nước sau hơi ấm và các thành phần hóa học cần thiết để sự sống phát sinh và nuôi dưỡng. Có lý thuyết cho rằng hệ thống thủy nhiệt là nơi sự sống đã khởi đầu trên địa cầu. Tạm thời khẳng định điều gì ở các thế giới quá xa xôi trôi nổi trong vùng ngoại ô băng giá của hệ mặt trời như Eris và Makemake. Thế nhưng, các nhà khoa học kỳ vọng một số sứ mệnh tương lai của NASA sẽ tiếp cận gần hơn các thiên thể ở khu vực mà T.S. Glenn cho rằng sống động hơn chúng ta tưởng này. Các nghiên cứu gần đây chỉ ra một số dạng hành tinh khác xa trái đất vẫn có thể sở hữu sự sống, thậm chí là dạng sống giống địa cầu. 1. Hành tinh nhãn cầu. Chúng như những con mắt nhìn trừng trừng vào sao mẹ vĩnh cửu. Hiện tượng hóa thủy triều đã khiến một mặt của các hành tinh này luôn là ban ngày, một mặt luôn là ban đêm. Nó hòa nhịp với sao mẹ trong một vòng quay, được định hình bằng tương tác hấp dẫn do khoảng cách quá gần. Mặt trăng là một thiên thể bị khóa thủy triều với trái đất. Theo phân tích dẫn đầu bởi nhà thiên văn học Sin Raymond từ phòng thí nghiệm vật lý thiên văn Bordeaux, Pháp, sự sống hoàn toàn có thể tồn tại ở vùng tiếp giáp giữa hai nửa của nhãn cầu, khác với nửa ban ngày bị khô cháy vì nước bốc hơi hết và nửa ban đêm nơi nước bị đóng băng hoàn toàn. Vùng tiếp giáp có thể nhận được nhiệt lượng vừa đủ để nước ở trạng thái lỏng, cũng như giữ được các điều kiện khác phù hợp với sự sống. 2. Hành tinh thủy cung. Nghiên cứu công bố tháng 9 năm 2023 của một nhóm khoa học gia quốc tế lớn đã chỉ ra một loạt điều kiện phù hợp cho sự sống hội tụ ở K2-18b. Đó là một ngoại hành tinh cách trái đất 111 năm ánh sáng. Trước đó, kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb đã phát hiện ra hai thứ cực kỳ quan trọng là carbon dioxide CO2 và methane CH4 trong bầu khí quyển của hành tinh, là những dấu hiệu sinh học cực kỳ uy tín trong thiên văn học. Một năm trước đó, các nhà nghiên cứu của Đại học Montreal Pháp chỉ ra TOI-1452b, một siêu trái đất đại dương thậm chí có môi trường dễ sống hơn trái đất, với khí hậu tương đương vùng ôn đới của thế giới chúng ta. Hành tinh này nằm cách chúng ta 100 năm ánh sáng trong chòm sao Thiên Long, với 22% khối lượng là nước. 3. Hành tinh có sự sống trong mây. Nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Astrobiology của nhóm khoa học gia từ Đại học Bách Khoa bang California, Mỹ cho rằng sự sống ngoài hành tinh đang ở ngay sát chúng ta. Chúng đang bay lượn trong biển mây tưởng chừng chết chóc của hành tinh gần trái đất nhất, sao Kim. Các phân tích thậm chí cho thấy mức độ axit và hoạt động của nước trong biển mây của sao Kim có khả năng nằm trong phạm vi chấp nhận được đối với các dạng vi sinh vật giống với những sinh vật đang tồn tại trên trái đất. Chúng tôi tin rằng các đám mây của sao Kim sẽ trở thành mục tiêu tuyệt vời cho các sứ mệnh phát hiện sự sống, cũng giống như các đám mây trên sao Hỏa và mặt trăng Europa của sao Mộc. G. Edric Moger, tác giả chính, nói vùng Goldilocks, tức vùng có thể ở được của hệ mặt trời, không chỉ có trái đất mà sao Kim và sao Hỏa cũng nằm trong vùng này.
Những thông tin thời sự mới nhất sẽ được chúng tôi cập nhật ở những chương trình tiếp theo. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh YouTube của Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.